chúng tôi thuộc chương trình văn hóa nhân bản đặc biệt. Hôm nay chúng tôi được gặp thị trưởng Đặng Đức Chí và ông Phan Kỳ Nhơn là chủ tịch Ủy ban chống cộng sản và tay sai. Thì trước tiên là chúng tôi xin thị trưởng cho biết rằng thì là chúng tôi được biết là chúng tôi đã quay phim và rất nhiều nơi ở bên Florida, bên Texas gọi điện thoại cho chúng tôi khi mà chúng tôi đưa cái YouTube mà nói về thành phố Westminster từ chối cái việc mà mang cờ trưng cờ cộng Việt cộng tại thành phố. Thì bây giờ chúng tôi không biết là cái detail, tức là những cái chi tiết nếu mà những cái người mà đến thị xã mà mang cái cờ đó mà có tính cách khiêu khích thì cảnh sát sẽ có yêu cầu họ ra hoặc là có họ có bị phạm lỗi như thế nào hay không? Dạ, thì ngày 14 tháng 12 vừa qua trong cái buổi họp thường lệ cũng như là lễ tuyên thệ các chức vụ thị trưởng và nghị viên của thành phố Westminster, thì chúng tôi cũng như là phó thị trưởng Taylor Diệp có đưa ra một cái vấn đề là thành phố Westminster chính thức phản đối cái việc mà trưng bày cái lá cờ cộng sản ở trong khuôn viên thành phố, tất cả mọi nơi trong khuôn viên của thành phố Westminster, và cái kết quả bầu phiếu là 5-0, tức là được bỏ phiếu một cách tuyệt đối bởi 5 thành viên trên hội đồng thành phố Westminster. Thì cái nội dung của cái bản văn của cái nghị quyết này là 41 năm qua nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn đàn áp nhân quyền, vẫn bắt bớ các nhà chính kiến, các nhà tranh đấu dân chủ trong nước. Việt Nam chưa có tự do, Việt Nam chưa có dân chủ, và cái lá cờ máu đó là chỉ là cái lá cờ của một cái chế độ độc tài đảng trị, nêu rất là rõ ràng ở trong cái bản nghị quyết của thành phố. Thành ra chính vì những cái lẽ như vậy, thành phố Westminster đã chính thức để mà phản đối cái việc mà trưng bày cái lá cờ máu. Và trong trường hợp những cái người mà có cái ý tưởng khiêu khích hay có những cái hành động khiêu khích đến thành phố với những cái cử chỉ, những cái hành động khiêu khích, thì chắc chắn các nhân viên công lực họ sẽ có cái cách để mà giải quyết trong những cái trường hợp đó. Xin thị trưởng cho biết là những cái cách đó nó về chi tiết thì nó như thế nào, hoặc là có thể bắt giam hoặc là có thể phạt tiền hay như thế nào, thì thị trưởng có thể cho biết. Một người mà nếu mà ở đây cái theo cái luật pháp của Mỹ, thì khi cái người đó có những cái hành động gì đó, hành động một cách cụ thể, hành động đụng chạm gì tới một người khác, thì cái người đó sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, là nhân viên công lực sẽ tới để mà có cái cách giải quyết. Vâng, ví dụ như những sinh viên mà họ đến đây mà họ ví dụ như họ mặc quần áo và cờ đỏ và họ có ý khiêu khích, thì cảnh sát yêu cầu họ ra hoặc là bắt giữ, thì họ có vi phạm vào cái luật và gọi là gây rối, và nó liên hệ đến cái chuyện mà thẻ xanh của họ hay là gì hay không? Nếu mà họ tới với những cái thái độ mà ví dụ họ làm ồn ào, họ gây mất trật tự, thì chắc chắn là nhân viên cảnh sát của thành phố họ sẽ có những cái cách giải quyết, để các nhân viên cảnh sát sẽ phải là những cái nhân viên đem lại cái sự an bình cho thành phố, đem lại một cái vấn đề trật tự cho thành phố. Thành ra bất cứ những cái gì mà làm cho rối loạn trật tự, làm cho rối loạn cái cuộc sống trong thành phố, thì chắc chắn nhân viên cảnh sát sẽ tới để có cái cách giải quyết theo đúng luật pháp. Vâng, xin cảm ơn thị trưởng. Trở lại với ông Phan Kỳ Nhơn, thì trong những cái sự kiện và có tính cách mà rất là có lợi cho những thành phần chống cộng ở đây, như thị trưởng Đặng Đức Chí vừa mới nói là có một cái nghị quyết của Quốc hội là chế tài những cái người, những cán bộ cộng sản mà vi phạm nhân quyền thì sẽ bị chế tài về cả về vấn đề tài chính nữa. Thì mấy thứ hai đó là cái mà của Quốc hội Mỹ đưa ra về vấn đề
tôn giáo đó, tự do tôn giáo đó, thì hai cái sự kiện tại Quốc hội Mỹ thì ông Phan Kỳ Nhân nghĩ đánh giá như thế nào? Thì mình ở cái địa phương này thì cái chuyện nhỏ của mình đó là cái nghị quyết 8.1 của ông thị trưởng thành phố Washington vừa công bố cách đây 2 ngày. Và đây là một cái nghị quyết mà mình phải nói rất thuận lợi cho việc đấu tranh, nhưng mà cũng là một cái gáo nước lạnh tạt vào mặt cho cái bọn Việt dân nằm vùng ở đây. Thành ra cái chuyện đặt giả sử có một cái cửa hàng nào để treo cái lá cờ đỏ sao vàng của Cộng sản ở trong cửa hàng đó thì chúng ta có quyền biểu tình phản đối bên ngoài. Mà cái sự biểu tình đó nếu mà nó đi tới chuyện là nó mang cái tính chất là làm xáo trộn cái ảnh hưởng sinh hoạt của cộng đồng, mà nguyên nhân bởi cái lá cờ đó thì chắc chắn là lúc đó thì cảnh sát có nhiệm vụ làm việc đó. Rồi điển hình như cái chuyện Hùng Cửu Long công bố trên net này kia là sẽ mặc cái áo cờ đỏ sao vàng để đến Phước Lộc Thọ, thời khi mặc dầu khi đương sự tới không có dám mặc cái áo có cờ đỏ sao vàng, nhưng mà vẫn bị phản đối của đồng hương, làm cái sự sinh hoạt nó bị xáo trộn. Do đó cảnh sát bữa đó lúc đó cũng giải quyết một cách rất là đúng luật pháp, nghĩa là mời Hùng Cửu Long đi chỗ khác, và đó là một cái vi phạm về gây xáo trộn, thành ra có thể đi tới vấn đề tù tội, vấn đề phạt tiền. Và chính vì chỗ đó mà mới có cái quyết định là Hùng Cửu Long không được qua Mỹ trong tương lai vì làm xáo trộn cộng đồng. Còn nói về lớn hơn, ở Quốc hội đã đưa ra vấn đề mà biểu quyết cái vấn đề mà chế tài những thành phần cộng sản mà đàn áp ở trong nước, đó là việc hết sức cần thiết. Và hai cái này nó gần như có liên quan với nhau, ở mức độ lớn và ở mức độ nhỏ nó liên quan với nhau. Dạ. Vâng, dạ thưa thì ông Phan Kỳ Nhân có đưa ra cái là cũng theo dư luận nên là có cái ý nghĩ là mời nói là Việt Cộng có thể mời tổng thống tân tổng thống Donald Trump đến Việt Nam thì nó gây rất là xôn xao cho ở trong nước cũng như ở ngoài này. Thì ông có nghĩ rằng thì là ông Donald Trump đến bây giờ, ví dụ như là ông Kinh Tân đến Việt Nam thì đã ăn phở rồi, ông Obama đến ăn ấy rồi, thì có những người bảo là đề nghị nếu mà quý vị chọn menu, chọn đồ ăn cho ông Donald Trump thì có người nói là nên chọn cho ông ấy ăn bún riêu, thì ông Phan Kỳ Nhân nghĩ như thế nào? Đương nhiên là khi một cái vị thượng khách ở nước ngoài mà điển hình như thí dụ như ông tổng thống Trump, Donald Trump mà đến Việt Nam thì trước tiên là Việt Nam phải tiếp đãi những cái món thuần tí của dân tộc mình. Nhưng mà nói gì nói thì tới giờ phút này chúng tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản không bao giờ dám mời ông Trump đến Việt Nam. Tại vì sao? Ông Trump đang khơi chiến ở dư Tàu Cộng, mà Đảng Cộng sản là tay sai của Tàu Cộng. Tất nhiên là mời hay không mời cũng phải do quan thầy ra lệnh mới dám làm chuyện này. Thành ra cái chuyện mà ông Donald Trump tới Việt Nam thì chuyện đó là tôi nói dám quả quyết là nguyện vọng của toàn thể 96 triệu của dân tộc Việt Nam là mong muốn như vậy. Nhưng mà chắc chắn là Đảng Cộng sản không dám làm chuyện này vì trên đó là Tàu Cộng, mà lệnh của quan thầy không cho phép thì làm sao Đảng Cộng sản dám. Thành ra mình thấy chuyện đó rõ ràng, cái chính sách của ông Trung nó rõ ràng. Ngay cả Việt Cộng, Tàu Cộng bây giờ đã khiêu khích rồi, đã khiêu khích trong phần tin tức sáng nay mình thấy nó đã bắt ra chưa, là lấy một cái chiếc tàu ngầm nhỏ để mà đi thăm dò về thời tiết này kia ở dưới đáy biển. Đó là vấn đề đã khơi chiến, và tôi tin tưởng rằng đối với ông Trung có thái độ sẽ cứng rắn hơn ông Obama nhiều. Dạ. Vâng, dạ thưa, trở lại với thị trưởng Tạ Đức Chí, thì thị trưởng nghĩ sao về cái việc mà Trung Cộng đã bắt một cái thiết bị mà thăm dò ở dưới của Mỹ, thì thị trưởng nghĩ sao về vấn đề đó mà ở hải phận quốc tế? Chúng ta thấy là trong những năm vừa qua thì cái chính sách ngoại giao của Mỹ dưới thời của tổng thống Barack Obama thì ông có kêu gọi cái sự hợp tác toàn diện. Tuy nhiên chúng ta thấy được cái chính sách ngoại giao này nó không có thích hợp và nó không có hiệu quả trước cái hành động xâm lấn và bành trướng của Trung Cộng tại vùng Á Châu Thái Bình Dương. Thì chúng tôi hy vọng rằng với những cái lời phát biểu của tân tổng thống Trump
với lại Tổng thống Đài Loan, thì Hoa Kỳ sẽ có một cái chính sách mạnh mẽ hơn nữa. Hoa Kỳ phải gửi thêm nhiều chiến hạm tới vùng Á Châu Thái Bình Dương, cũng như là có những cái thái độ mạnh mẽ hơn nữa để đứng ra, để mà có thể các nước Á Châu Thái Bình Dương ở trong vùng có thể có yên tâm, có tự tin về cái chính sách ngoại giao cứng rắn hơn của Hoa Kỳ. Tại vì các quốc gia Á Châu, đặc biệt là Nhật Bản, Nam Hàn, Philippines cũng như là Đài Loan đang có cần Hoa Kỳ phải thể hiện những cái hành động cụ thể hơn, chính sách cứng rắn hơn để cho kềm chế cái sự bành trướng của Trung Cộng. Chúng ta thấy được Trung Cộng đã cố tình xây dựng thêm những đảo nhân tạo, mà trong 2 năm qua Hoa Kỳ vẫn không có một cái sự mạnh mẽ. Hoa Kỳ có gửi chiến hạm tới, có những cái có đưa ra những cái phản ứng, tuy nhiên chúng ta phải cần những cái phản ứng mạnh mẽ hơn nữa. Thành ra chúng ta rất là mong muốn với những cái chính sách mới, chính sách ngoại giao mới, Hoa Kỳ sẽ phải tỏ ra cứng rắn hơn nữa để mà hạn chế cái sự bành trướng Trung Cộng về mặt chính trị, quân sự cũng như là kinh tế. Vâng, xin cảm ơn thị trưởng. Bây giờ một câu hỏi chót với ông Phan Kỳ Nhơn là chúng tôi cũng nghe được dư luận nói rằng thì là những cái đài như đài Hoa hay là đài RFI từ xưa đến giờ họ theo cái đường lối của Đảng Dân Chủ, tức là vuốt ve rồi nhẹ nhàng với Cộng sản lắm, và không, họ né tránh rất nhiều cái chuyện mà cứng rắn với Cộng sản. Thì bây giờ Tổng thống Donald Trump lên thì những cái đài đó họ có thể là có đổi cái thái độ là cứng rắn trong cái chuyện mà loan tin hay không? Tôi nghĩ là chắc chắn là họ sẽ có thái độ, vì họ theo cái đường hướng của ông Tổng thống và theo đường hướng của Quốc hội, Thượng viện và Hạ viện, chứ chắc là họ không thể đi ra cái định luật đó được. Thì sở dĩ mà qua cái cuộc bầu cử rồi thì mình thấy mấy cái đài này đã mất uy tín rất nhiều, vì những chuyện mà họ tung lên nó không đi vào sự thật, thấy không? Thành ra cái chuyện đó thì tôi nghĩ là sẽ có thay đổi cái đường lối của họ trong tương lai. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn thị trưởng và ông Phan Kỳ Nhơn đã trả lời cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.